Chào mừng các bạn đã đến với Hiểu về tâm trí. Đây là kênh thông tin chia sẻ về luật hấp dẫn, những chia sẻ cụ thể trên hành trình thức tỉnh tâm linh, mẩu chuyện bài học cuộc sống với mong muốn là đưa chúng ta gần gũi hơn với sự giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc, bình an và yêu thương cực mạnh, giúp bạn lập trình lại tiềm thức, phát triển tư duy, nâng cao tần số rung động, thu hút những điều đẹp đẽ mà bạn mong muốn, từ đó làm cho cuộc sống của bạn thay đổi một cách tích cực. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây bởi vì bạn đã thấy video này hoặc là bạn đã biết đến kênh Hiểu về tâm trí. Điều này có nghĩa là bạn đã gửi một yêu cầu đến vũ trụ hoặc là bạn nhận được tín hiệu từ vũ trụ muốn gửi cho bạn rằng đã đến lúc bạn cần phải thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi con người cũ để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn về bí mật thực hành luật hấp dẫn trước khi bạn chuẩn bị đi ngủ. Bí mật này đã tồn tại hàng gần trăm năm. Cách thực hiện luật hấp dẫn này thì tôi xin phép được trích lại từ Neville Goddard. Ông là một tác giả và là nhà thần bí về tư tưởng mới, người đã viết về kinh thánh chủ nghĩa bí truyền và được coi là một trong những người tiên phong trong luật giả định. Ngày hôm nay, hãy cam kết là bạn sẽ xem đến hết video, xem đến cuối cùng để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thực hành. Nếu bạn cảm thấy video là bổ ích, hãy nhấn like video, đăng ký kênh và đừng quên là chia sẻ nó với những người bạn yêu thương nhất để họ cũng có cơ hội và thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Hãy để lại bình luận về những câu khẳng định hay là lòng biết ơn của bạn xuống bên dưới. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ quay trở lại đây và biết ơn kênh. Biết ơn kênh Hiểu về tâm trí, biết ơn vũ trụ và biết ơn chính bản thân mạnh mẽ của bạn. Bước đầu tiên, bạn cần phải thực hiện đó là nắm rõ và cảm nhận sâu sắc về điều bạn khao khát trong thế giới này. Khi bạn đã chắc chắn là bạn mong muốn điều gì, hãy tạo ra một hình ảnh sinh động để thể hiện cuộc sống của bạn mà bạn muốn gây dựng. Bạn sẽ thấy, cảm nhận và trải qua. Điều quan trọng là bạn phải tạo ra một hình dung về thực tế mà bạn sẽ thể hiện ở trong đó. Sau đó thì bạn cần phải đắm chìm trong trạng thái tương ứng. Ví dụ như, nếu như bạn mong muốn và bạn ước mơ có một ngôi nhà hoàn hảo, mặc dù hiện tại bạn vẫn đang trong tình trạng là thiếu nguồn tài chính, thế nhưng mà bạn hãy cứ tưởng tượng rõ về ngôi nhà đó với tất cả mọi chi tiết mà bạn mong muốn. Khi bạn bước vào giấc ngủ vào buổi tối, bạn đắm chìm trong trạng thái mơ màng, gần như là khi bạn đang ngủ mơ vậy. Bạn hình dung là bạn đang thực sự ở trong ngôi nhà đó. Và rồi khi bạn bước ra khỏi giường, bạn hãy thể hiện và bạn đang bước xuống sàn nhà của căn nhà mà bạn mơ ước. Nếu như bạn muốn di chuyển sang căn phòng khác, hãy tưởng tượng là bạn bước vào trong một ngôi nhà ảo tưởng và khi bạn tiếp xúc với nội thất, bạn cảm nhận chúng với tất cả bằng các giác quan của bạn. Lúc này, bạn đang tạo ra một hiện thực hình dung mạnh mẽ trong tâm trạng đặc biệt của bạn. Ngoài ra, nếu như mong muốn của bạn là muốn thăng tiến trong sự nghiệp của mình, hãy đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Nếu tôi đạt được vị trí này, nhiệm vụ và trách nhiệm nào sẽ thuộc về tôi? Khi đó tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ nói gì? Và tôi sẽ cảm nhận như thế nào? Rồi tôi sẽ thực hiện những hành động nào tiếp theo? Bạn hãy từ từ để trả lời những câu hỏi này. Sau đó, bạn bắt đầu tưởng tượng rằng bạn đang ở trong vị trí đó và thực hiện những hành động như là bạn sẽ làm nếu như bạn thực sự đang ở đó. Ngoài ra, nếu như bạn đang muốn tìm kiếm một người đối tác hoặc là bạn muốn có một mối quan hệ tình yêu hạnh phúc, bạn đặt cho bản thân mình một câu hỏi. Nếu mà tôi đã tìm thấy người mà tôi muốn, thì tôi sẽ làm gì? Ví dụ, nếu như bạn là phụ nữ, bạn muốn tìm một người đàn ông tốt, hãy tưởng tượng rằng bạn đã gặp được người đó và bạn với người đó thì đang trong cảm xúc rất tuyệt vời. Bạn đã được trao một chiếc nhẫn, bạn cảm nhận là chiếc nhẫn ấy đang trên ngón tay của bạn. Hãy tưởng tượng và hình dung về mọi cảm xúc và trạng thái mà bạn sẽ trải qua. Điều quan trọng là cần phải cảm nhận chúng bằng tất cả sự sống động của sự tưởng tượng trong lúc bạn đang ngủ. Hãy tiếp tục tưởng tượng rằng bạn đang ở trong trạng thái đó, của sự hạnh phúc trào dâng, của niềm hân hoan, của sự hồi hộp và cảm xúc lâng lâng của một tình yêu hạnh phúc. Có một câu nói trong Kinh Thánh như thế này: khi tôi đến và tôi nằm trên giường, tôi tìm kiếm tình yêu mà tôi mong mỏi. Tôi tìm thấy tâm hồn mà tôi đang tìm kiếm và tôi không buông tha cho đến khi tôi mang người đó trở về nhà. Mẹ tôi đến căn phòng nơi mà mẹ tôi đã đẻ ra tôi.
Nếu như bạn áp dụng kỹ thuật này vào thực tế và diễn đạt nó bằng những ngôn ngữ của hiện đại, nó sẽ kiểu như sau. Khi ngồi nơi đây, đưa tâm hồn mình vào trong tình huống mà bạn muốn thực hiện. Sau đó bạn tiến vào trạng thái đó, hãy không buông tha nó. Dù là trạng thái sống động và trong tâm trạng đó, hãy đưa bản thân mình vào giấc ngủ. Khả năng của chúng ta để sống trong trạng thái mong muốn đó thì chính là chìa khóa của một cuộc sống thịnh vượng. Phần lớn chúng ta thì e ngại về việc mơ tưởng về bản thân là những cá nhân quan trọng hoặc là bạn là người có giá trị đóng góp cho thế giới. Điều này bắt nguồn từ việc là chúng ta thường có những phản ứng vô thức và cảm xúc của chúng ta. Trong cuộc hành trình khám phá sức mạnh tiềm thức, sức mạnh của sự tưởng tượng, chúng ta đã tìm hiểu về cách để tạo ra một cuộc sống phong phú và đáng sống thông qua khả năng tập trung vào trí tưởng tượng vào những điều mà mình mong muốn. Chúng ta đã nhận thấy rằng việc biết chính xác những gì mình muốn và tạo ra hình ảnh sống động về những mong muốn đó thì là chìa khóa để thực hiện và hiện thực hóa mọi giấc mơ của bạn. Chúng ta đã học được cách để bước vào trạng thái của mục tiêu đã thực hiện và sống trong trạng thái đó. Nó tạo nên một sự hiện diện thực sự trong tâm hồn và trải nghiệm bằng cách là kết hợp trí tưởng tượng mạnh mẽ với cảm giác và tình cảm. Chúng ta có thể thúc đẩy quá trình hiện thực hóa những ước mơ về những mong muốn của bản thân mình bằng cách là bạn luôn tin tưởng và tạo ra một môi trường tưởng tượng. Môi trường này chứa đựng tất cả sự sống động về các giác quan và nó có thể mang lại một sự thay đổi vượt bậc trong cuộc sống thực tế của bạn. Qua những hành động như thế, chúng ta không chỉ tạo ra một cuộc sống mà chúng ta mơ ước mà còn thay đổi bản thân chúng ta để trở thành những người tạo nên cuộc sống. Bí mật của thành công nằm ở khả năng tác động vào thế giới bên trong của chúng ta, để sau đó chúng ta thấy được sự thay đổi diễn ra trong cuộc sống bên ngoài. Hãy bắt đầu hành trình của bạn, mở cửa cho trí tưởng tượng và bước vào trong thế giới của những giấc mơ của tưởng tượng. Hãy tưởng tượng về mọi điều mà bạn mong muốn với tất cả các cung bậc cảm xúc, tạo nên một hiện thực ảo trong tâm hồn của bạn. Tại thời điểm đó, tại nơi đó, bạn sẽ thấy được sự thay đổi, sự tạo nên và khả năng tuyệt vời của chính bản thân mình. Hãy để trí tưởng tượng của bạn đưa bạn đến với những thành công không ngờ tới và tạo ra một cuộc sống mà bạn xứng đáng có được.